Tiếp tục chương trình như thường lệ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đáng chú ý sẽ được đăng tải trên các số báo ra ngày hôm nay. Và thông tin đầu tiên được đăng tải trên báo Người lao động ở trang 14 với tiết bài là Cứu viện nước ngọt cho miền Tây. Thưa quý vị, người dân đồng bằng sông Cửu Long đang khát lũ. Cơn lũ mang tới phù sa cá tôm năm nay đến muộn và diễn biến ngập mặn ngày càng gay gắt, đe dọa đến sinh kế của người dân cũng như đời sống sinh hoạt hàng ngày. Nước ngọt chính là thứ quý giá nhất ở thời điểm này. Trên báo Người Lao Động phản ánh việc cứu viện nước ngọt cho miền Tây. Bài viết của nhà phóng viên Người Lao Động cho biết dự báo lượng mưa năm nay ít hơn trung bình nhiều năm nên hạn mặn vào đầu mùa khô năm sau sẽ diễn ra trầm trọng như năm 2016. Trước tình hình này thì nhiều địa phương trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang khẩn trương áp dụng những biện pháp để chủ động nguồn nước ngọt phục vụ cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm ngập mặn. Cụ thể, xây dựng hồ chứa, nạo vét canh mương, đầu tư tuyến công mới là những giải pháp cấp bách cứu hạn cho nhiều địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, rõ ràng chủ động nguồn nước ngọt để phục vụ cho người dân là việc rất cần thiết hiện tại và phản ánh về việc các địa phương chuẩn bị ứng phó với tình trạng xâm ngập mặn gây thiếu nước ngọt thì báo tuổi trẻ số ra sáng nay trên trang 9 thì có bài viết lo trữ nước ngọt giữa mùa mưa. Chúng ta hãy cùng điểm qua. Theo bài viết này thì chưa bao giờ người dân miền Tây phải lo xa như hiện nay. Ngay giữa mùa mưa 2020, người dân lẫn chính quyền địa phương đã phải tìm cách lo trữ nước ngọt và ngăn mặn để phục vụ cho mùa khô năm 2021 vì những diễn biến khó lường trong những năm gần đây, một trong những giải pháp được nhiều địa phương lựa chọn là xây dựng hồ chứa nước ngọt, tận dụng từ kênh rạch. Bài viết cũng trích dẫn ý kiến nhiều chuyên gia hiến kế những giải pháp tích trữ nước ngọt cho các địa phương. Như Phó giáo sư, tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Trường Đại học Cần Thơ cho rằng chỉ nên làm hồ chứa quy mô nhỏ hơn là làm hồ chứa tập trung với quy mô quá lớn. Nếu đào sâu có thể tận dụng ở lớp nhiễm mặn và thậm chí hồ sẽ bị rút những hồ khô nhỏ của những người dân xung quanh, làm những vùng xung quanh bị khô hạn thêm. Ông Lưu Hoàng Ly, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu cũng đưa ra quan điểm nên làm hồ chứa nước theo đặc thù của từng địa phương. Thưa quý vị các bạn, theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tình hình công việc, việc làm, của người dân sau đại dịch Covid-19 thì có những con số rất là đáng lo ngại. À, từ giờ đến cuối năm thì cái số lao động bị mất việc làm sẽ từ khoảng 60.000 đến 100.000 người bị mất việc mỗi tháng. Trong khi đó thì 9 tháng đầu năm đã có hơn 850.000 người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. À, vì vậy, nỗ lực giúp người lao động tìm việc làm, ổn định cuộc sống là một trong những ưu tiên hàng đầu hiện nay. Phản ánh thực tế này thì báo Thanh niên trên trang 2, trang 3 có bài viết là triệu người thất nghiệp tìm việc ở đâu? Để cứu việc làm và bảo vệ người lao động dễ bị tổn thương, nhất là trước tác động của đại dịch COVID-19, tiến sĩ Trang Hy Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam, kêu gọi những nỗ lực đồng bộ từ chính phủ, tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động. Ông Tào Bằng Huy, Phó Cục trưởng Cục Việc Làm cho biết, gói 62.000 tỷ đồng hỗ trợ người dân và người lao động gặp khó khăn do COVID-19. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển thị trường lao động tạo thêm nhiều việc làm gắn với nâng cao thu nhập đời sống của người lao động tăng cường giải quyết việc làm cho người lao động từ quỹ quốc gia về việc làm Thưa quý vị và rõ ràng dịch Covid-19 cũng đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân và khi mà người dân rơi vào những hoàn cảnh khó khăn vì dịch Covid-19 thì gói hỗ trợ của nhà nước được xem là một trong những giải pháp tạm thời giúp họ vượt qua đợt khủng hoảng song tại nhiều địa phương vẫn để xảy ra tình trạng trục lợi kiếm tiền không đúng về tay người khó và câu chuyện này đã xảy ra tại Nghệ An được báo giao thông phản ánh trên trang 11 với tựa đề bài viết Nghệ An lộ nhiều chuyện từ việc chi tiền hỗ trợ dịch Covid-19 Cụ thể trong quá trình chi trả tiền hỗ trợ Covid-19 thì người dân tại xã Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đã phát hiện rất là nhiều những sai phạm, trong số đó có cả những người là thân nhân của cán bộ xã. Đặc biệt là người dân còn có phát hiện hàng chục nhân khẩu không thuộc hộ cận nghèo nhưng vẫn nhận được tiền hỗ trợ Covid-19. Ông Trần Xuân Hương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Liên Thành cho biết, chỉ tiêu ban đầu của xóm Liên Giang có 22 hộ cận nghèo và hai hộ nghèo. Sau đó, nhóm xin bỏ hai hộ nghèo để lấy thêm mấy hộ cận nghèo. Trong vụ việc này, xã cũng có áp lực về việc giảm hộ nghèo, áp lực về đích nông thôn mới nên đã xảy ra những sai sót trên. Huyện cũng đã nắm vững được những vụ việc và đã chỉ đạo xã trực tiếp họp với người dân. Trước mắt sẽ thu hồi thẻ bảo hiểm y tế, tiền hỗ trợ Covid-19 đối với những trường hợp không đúng quy định. Về việc xử lý cán bộ vi phạm, chắc chắn sẽ có hình thức kiểm điểm kỷ luật nghiêm với những người có liên quan. Vâng thưa quý vị, một câu chuyện về cây xanh rất nóng trong tuần vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh đã được báo tuổi trẻ đăng tải với một tiết bài rất thú vị đó là khi nào cây xanh đô thị được nghỉ hưu. Cụ thể là tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có hàng trăm cây cổ thụ được trồng từ thời Pháp. Sau các tai nạn gây xanh, nhiều ý kiến cho rằng cây cũng cần nghỉ hưu như con người, cần phải trồng thay thế mới để giảm thiểu nguy cơ tai nạn từ trên trời rơi xuống đô thị không thể vắng bóng cây xanh, nhất là trong tình hình biến đổi khí hậu ngày một phức tạp như hiện nay. Vấn đề thay mới cây xanh đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh như thế nào cần được nghiên cứu nghiêm túc, khoa học và lộ trình thực hiện để có được sự đồng thuận từ người dân. Trao đổi với báo tuổi trẻ, nhiều chuyên gia đề xuất thành phố Hồ Chí Minh cần khẩn trương có hành lang pháp lý cho việc quản lý, chăm sóc và nhất là việc thay thế cây xanh đã già cỗi tại đô thị. Bài viết cũng đưa ra nhiều dẫn chứng về quản lý cây xanh tại các quốc gia trên thế giới qua đó cho thấy đây cũng là một vấn đề đau đầu, chưa có một giải pháp chung nào hiệu quả. Mới đây báo pháp luật Việt Nam có bài viết ác mộng sổ hồng tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh về việc là tắt trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và theo đó thì một số dữ liệu đã thống kê chưa đầy đủ nhưng chỉ tính riêng ở 60 dự án thì đã có hơn 30.000 căn nhà và căn hộ chưa được cấp sổ và tiếp tục thì những thông tin liên quan về hàng loạt bài viết trên thì tờ báo này cũng cho biết Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu khẩn trương nghiên cứu và giải quyết dứt điểm vấn đề sổ hồng tại thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tập trung chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với các đơn vị liên quan tăng cường để nhanh tiến độ cấp sổ hồng trên địa bàn, chủ động phối hợp với các bộ ngành liên quan, doanh nghiệp, hiệp hội trong lĩnh vực bất động sản để kịp thời có những giải pháp khắc phục khó khăn vướng mắt. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Khẩn trương nghiên cứu công văn 3461 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giải quyết dứt điểm các vướng mắc khó khăn và kiến nghị trong công văn theo chức năng thẩm quyền. Còn tiếp theo sẽ là một thông tin để quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tỉnh Đồng Nai trước những cái thủ đoạn mới của các đối tượng lừa đảo. Thưa quý vị, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai vừa phát đi một cảnh báo về một số những thủ đoạn lừa đảo liên quan đến hoạt động thi công dự án tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, sân bay Long Thành. Thông tin chi tiết hơn về nhóm đối tượng thực hiện hành vi trên, báo Thanh niên trên trang 13 có bài viết là cảnh báo lừa đảo tại dự án sân bay Long Thành. Cụ thể các đối tượng tự xưng là ban quản lý dự án sân bay Long Thành, ban hành quyết định giả mạo cho phép doanh nghiệp có tên gọi là Công ty cổ phần tập đoàn Hải Hà được phép khai thác vận chuyển đất tầng phủ khi cải tạo mặt bằng dự án sân bay Long Thành với khối lượng 9,6 triệu mét khối. Từ quyết định này, các đối tượng đã tiến hành giao bán hoặc kêu gọi góp vốn, hợp tác, đồng thời yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng. Về vấn đề này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng khẳng định, hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chưa thành lập bất kỳ một cơ quan, tổ chức nào với tên gọi Ban quản lý dự án sân bay Long Thành. Đồng thời chuyển tài liệu cho công an tỉnh Phối hợp với công an huyện Long Thành điều tra, xử lý sự việc. Quý vị thân mến vừa rồi thì chúng tôi cũng đã điểm rất là nhiều những bài báo đáng chú ý trong số ra sáng nay.